Xin chào tất cả các em học sinh yêu quý. Đầu tiên thầy xin chúc mừng tất cả các em đã vượt qua kỳ thi vũ môn bước vào lớp 10 và chúc mừng tất cả các em đã đến với thế giới 16 cộng. Và như vậy rằng là chúng ta đã trải qua một cấp 2 với 4 năm dài đằng đẵng đúng không? Với một kỳ thi rất là cam go để vào được cái lớp 10. Nhưng các em biết rằng 3 năm cấp 3 nó còn diễn ra nhanh hơn nhiều so với những cái gì các em tưởng tượng. Vậy một câu hỏi đặt ra rằng, ôi mình vừa mới đỗ lớp 10 mà Xóa đi sau một kỳ thi rất là căng thẳng Vậy thì xóa hay là học tiếp đây Với thầy, thầy khuyên các em xóa Nhưng xóa đến bao giờ? Xóa đến khi nào? Đó mới là câu hỏi Đó mới là vấn đề Các em hoàn toàn có thể xóa, các em hoàn toàn có thể thư giãn Nhưng chúng ta hãy chỉ xóa, hãy trở lại với mặt đất khi năm học bắt đầu các em có biết được rằng kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Bây giờ kiến thức nó sẽ nằm trong 3 lớp, lớp 10, lớp 11, lớp 12, không như xưa. Như xưa là chỉ một là hầu như là phần kiến thức lớp 12, nhưng hiện tại thì kiến thức đã giải đều từ lớp 10, lớp 11, lớp 12 mất rồi. Một cái tâm lý của rất nhiều bạn học sinh khi mà vừa đỗ lớp 10, tức là cho phép mình uh, relax hoặc là dạ, dạ, các bạn là, là xả stress đối với những cái gì mà các bạn vừa mới thi vào lớp 10 xong thì rồi sau đó là lớp 10 là bắt đầu học hành trình mảng rồi đến lớp 11 rồi đến lớp 12 cuối cùng lớp 12 rồi mới tăng tốc rồi mới cong mông lên để đi ôn luyện lúc đó chẳng còn kịp nữa đấy là đối với hồi xưa đấy, rất nhiều bạn như vậy đấy, đấy là đối với thi lớp 12 không mà còn chẳng kịp mà bây giờ lại thi cả kiến thức lớp 10, lớp 11, lớp 12 nữa thì vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Mặc dù thực tế rằng đến lớp 12 mới là cái thời điểm quan trọng nhất với là cái thời điểm mà các em bứt tốc nhất cho cái quá trình đó thế nhưng không có sự chuẩn bị sẵn sàng thì các em đến lớp 12 các em sẽ mất gốc rất nhiều và mất gốc rất nhiều mà kiến thức nó lại mênh mông bể khổ như thế thì làm sao chúng ta có thể là chu toàn mọi việc nếu như chỉ bắt đầu vào lớp 12 được đúng không vậy thì giải pháp cho chúng ta sẽ là gì thầy giám chắc rằng với hầu hết các bạn có đam mê môn sinh học thì các bạn đang khát khao để trở thành những vị bác sĩ mặc áo blue trắng ở trong bệnh viện đúng không thế nhưng các em có biết là rằng để trở thành bác sĩ thì chúng ta phải mở được cánh cửa của đại học y và mở cánh cửa đại học y chúng ta cần bao nhiêu điểm các em sẽ thấy rằng nếu như các em tra trên Google các em sẽ thấy rằng các trường đại học y tốt của cả nước thì số điểm cao vời vợi 27, 28, thậm chí 29,25 như vậy với ba môn toán hóa sinh thì mỗi môn cũng đều phải tầm 9 10 rồi, tiệm cận đến cái sự hoàn hảo. Rõ ràng đại học y là một trong ngành y là một trong những ngành mà đào tạo lâu nhất trong các ngành nghề. Chính vì thế sẽ không có một bất kỳ một phép màu siêu tốc, phép màu cấp tốc nào cho tất cả các bạn với 3 môn toán hóa sinh để chúng ta có thể hoàn thành giấc mơ vào đại học y và tất cả đều phải có sự bắt đầu từ bây giờ ít nhất là với môn sinh của thầy các em biết rằng với môn sinh học lớp 10 sinh học lớp 10 ấy thì một phần của sinh học lớp 10 nó sẽ là nền tảng rất quan trọng cho phần sinh học lớp 12 và một phần sinh học lớp 10 lại là phần nền tảng của phần sinh học lớp 11 nữa mà thầy đã từng thầy đã nói với các em rằng là kiến thức nó trải rộng ra từ lớp 10, lớp 11, lớp 12 trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Chính vì thế, vậy thì chúng ta có cần lao đầu, chúng ta có thần căng thẳng như các anh chị 12 hay không? Không cần. Điều đó là không cần Thế nhưng chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần duy trì cái gì? Duy trì cái cái ngọn lửa cháy ở trong các em Nếu như các em để nó âm ỉ âm ỉ rồi Cuối cùng nó tắt ngóm đi Đến lớp 12 có bật lửa cũng không thể cháy được lên nữa Nhưng chúng ta cần phải duy trì cái ngọn lửa đấy Duy trì nuôi dưỡng cái ước mơ trở thành bác sĩ của các em Bằng cách chúng ta học tốt các chương trình cơ bản lớp 10 Tốt các chương trình cơ bản lớp 11 đến lớp 12 chúng ta đã sẵn sàng cái vốn liếng trong tay rồi Chúng ta có thể bất tốc bất kỳ lúc nào vượt mọi cái khoảng cách vượt mọi cái gian lao ở phía trước vậy thì với chương trình sinh học lớp 10 cơ bản thì trong khóa học thầy sẽ cung cấp cho tất cả các em những kiến thức liên quan đến phần sinh học lớp 10 một cách bài bản và hệ thống nhất và logic nhất và trong đó thì thầy sẽ diễn đạt là tại sao nó như thế này tại sao nó kia nó không đơn giản như chỉ trong sách giáo khoa và thầy hy vọng rằng với những cái gì mà thầy cung cấp trong cái khóa học cơ bản si học 10 sẽ giúp cho các em đặt một nền móng cho chúng ta để bước vào cái cánh cửa của đại học y và thầy sẽ còn đồng hành với các em nhiều năm sau nữa trong cái chương trình trung học phổ thông này và một lần nữa xin chúc mừng tất cả các em đã bước vào lớp 10 và chúng ta sẽ bước vào bắt đầu bước vào một cuộc tranh tài mới và cuộc sống là không ngừng biến động cuộc sống là không ngừng để phát triển chính vì thế mà chúng ta cũng không ngừng học 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 tập đúng không và một nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong bài giảng của thầy xin chào tất cả các em